của anh Thanh thì nó là một cái cấu hình rất là đặc biệt nhé. Anh Thanh có yêu cầu là bên công ty chúng em ghép cho anh hai đôi loa cây với một chiếc đẩy công suất khỏe. Thì ở đây em đang ghép cho anh với một cái cấu hình một cặp loa cây Kenwood và một cặp loa cây Wewood. Hai cặp này đều là Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và ngày hôm nay là ngày 25 tháng 9. Và trong video này em xin thay mặt bên công ty Zika xin cảm ơn anh Thanh, anh ở Phúc Thọ, Hà Nội. Và cũng cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành ủng hộ bên công ty chúng em suốt thời gian vừa qua. Và cấu hình này của anh Thanh thì nó là một cái cấu hình rất là đặc biệt nhé. Anh Thanh có yêu cầu là bên công ty chúng em ghép cho anh hai đôi loa cây với một chiếc đẩy công suất khỏe. Thì ở đây em đang ghép cho anh với một cái cấu hình một cặp loa cây Kenwood và một cặp loa cây Wewood. Hai cặp này đều là bass 25 hết nhé các anh em, và chiều cao của nó tương đối là cân bằng nhau, vì nó là hai con đều là 1m15, gọi là tuyệt đối bằng nhau luôn ạ. Một con màu đen, một con Kenwood là màu đen, còn con Wewood là màu vàng cánh gián, nhưng mặt trước của nó cũng là màu đen. Cái sự kết hợp này sẽ tạo cho chúng ta được một cái cách phối ghép đạt được cái chuẩn âm thanh vòm cũng như là âm thanh để chúng ta hát karaoke. Thì ở đây em có tặng kèm cho bộ combo này cho anh Thanh một con loa siêu trầm, một con loa siêu trầm Martin 30 để về anh ghép thêm cái dải siêu trầm. Và với cấu hình này là 25.600.000 đồng thì được nhận món quà vô cùng giá trị đi kèm. Em sẽ đưa máy lại gần để cho các em thấy được cái dàn máy này của em nó có những cái gì. Đầu tiên chúng ta đến với hai cặp loa cây. Hai cặp loa cây này thì một cặp đến từ thương hiệu Wewood, đó là cặp màu vàng bên hai bên thành, hai bên mạng đấy. Đối với cặp này thì nó là dòng bass 25 với một chung và ba siêu chép. Đối với cặp này thì nó là dòng loa 3 đường tiếng và được trang bị 6 loa trên một thùng với 2 bát 25, 2 bát điện 25 và một chung và hai chép giấy và một siêu chép đi kèm. Và công suất nó đánh ra 350. Em sẽ ghép cho các anh em với những cặp loa cùng công suất thì chúng ta dễ khai thác hơn. Kenwood này cũng vậy, hai bát điện và chung và chép với công suất cũng 350W một thùng. Em sẽ đấu cho anh Thành theo cái dạng âm thanh, như là em sẽ lấy một đôi loa Wewood VK900 đánh loa trung tâm và đôi Kenwood em sẽ đánh loa chính, loa vế phải vế trái đấy, để tạo được cái chất âm cũng như khi hát karaoke nó sẽ dễ hát hơn cho cái giọng của chúng ta. Và một bộ máy này thì em đang ghép cho anh Thành một con đẩy QA800 Pro, một đẩy 4 kênh công suất rất là khỏe, dòng đẩy siêu mỏng, mạch class D nhé, mạch class D nguồn sung rất là mỏng gọn gàng, vang KM8 FX Pro, mic K900 và nâng tiếng CB800 và cái con sub Martin Bass 30. Em tặng kèm với cái cấu hình 25.600.000 đồng thì đó là một cái cấu hình vô cùng VIP ở cái phân khúc gia đình rồi. Và em sẽ tăng volume lên để các anh em chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức những cái giai điệu nhạc trữ tình sâu lắng này, xong sẽ test thử một đoạn karaoke nữa. Xin mời các anh em chúng ta cùng lắng nghe. Theo dư âm tiên du quyết tròn trừng buông vào mối duyên lành.
tình lúa duyên trăng rất là ngọt ngào khi em trình diễn cũng như là test trên cái cấu hình combo karaoke. Với cấu hình này bốn loa cây như thế này là hát cái tiếng cái giải chung, cái lời ca tiếng hát của mình nó rất là bay và nhẹ nhàng, các anh em có thể rất là dễ dàng để chinh phục những ca khúc nó khó như thế này. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều, cũng cảm ơn các anh em và xin khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các anh em, và các anh em nhớ đăng ký kênh cũng như là ủng hộ bên cạnh cùng với chúng em nhé. Cảm ơn các anh em. Tiếp du quên trong trường vùng vào mối duyên lành, thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đồng nơi.